حجم نقدینگی به هر حال الان خیلی بالا هست نسبت به از اون طرف هم بالا رفت فهمی هم کنم نه không khởi động lại. Thế là sớm mai mấy tiếng? Thế là mới được 6. Thế lại thua bà rồi. Bà chuẩn bị vài tiếng nữa là 8 tiếng rồi.